Alo, đúng rồi, anh em bên thẩm định đầu cổ anh ơi, cổ ngoạn Cần Thơ. Anh có mấy cái bệnh cần thẩm định hả? Bệnh bự không anh? Năm mấy rồi? Anh cứ bỏ cửa hàng đi em coi cho nha. Nói chung là em thẩm định thì ai mà có nhu cầu thì em sẽ giới thiệu tiếp, bán tiếp anh thôi. Chứ em thẩm định thì không có mua. Rồi anh bỏ cửa hàng đi, anh bỏ cửa hàng chỗ Cầu Khương đi. Đối diện với Biển Đông á, ở cầu Cầu Khương anh chạy thẳng xuống thấy chữ Biển Đông á, đối diện có cửa hàng đồ cổ á, anh ghé nó đi, anh bỏ nó đi. Chúc em về em coi. Rồi rồi hôm nay có một cái người khách hàng sẽ ghé cửa hàng mình để đồ đây và thẩm định giùm họ, thì mình thẩm định mình thu tiền nha mọi người, gọi là thẩm định thu phí nha, mình vẫn làm công việc đó bình thường. Thì những cái gì mà đồ thẩm định đó thì mình không có mua. Ở đây là có một cái lô bình, ảnh nói là bốn cái rất là đẹp, rồi có thêm hai cái đôn bằng gỗ mà không biết cái gì nữa. Nói chung là cái lô này cũng nhiều mọi người. Thì mọi người hãy coi hết video nha, coi cái lô này nó đẹp như thế nào nghe, và hai cái đôn gỗ nó có quý hiếm hay không nha. Rồi các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nha, mình sẽ giới thiệu cho mua. Chứ những cái đồ mình thẩm định thì mình không mua bán gì hết trơn, tại vì vậy cho nó công tâm. Tại vì nhiều khi thẩm định mà mua các bạn thì các bạn cũng không có tin nó, thẩm định nó thì lấy phí thôi. Ví dụ như đem tới cửa hàng thì bốn cái bình thì ăn khoảng 400k vậy đó, còn hai cái kia thì bán hai cái đô thì khoảng 100 nữa, 500k một lần thẩm định, tùy món các bạn, tùy món nó có giá trị không. Còn những món mà không có giá trị thì mình sẽ tính phí rẻ một chút. Rồi hôm nay mình sẽ về thẩm định một cái lô đồ một có một người gửi ở đây nha các bạn. Rồi cái lô như thế nào nha. Ô quá trời luôn các bạn ơi, đây là những cái bình mà mình rất là thích luôn các bạn. Ồ, đây là những cái bình mà nó rất là đẹp luôn. Cái này lô này bốn cái đầu tiên nha các bạn. Đầu tiên cái này ha, để mình kiếm cây thước đo cho các bạn coi luôn nha. Rồi. Cái này là đồ Đông Thanh nha, mà vẽ rất là đẹp. Đông Thanh vẽ rất là đẹp. Đo trước nè các bạn. Cái này khoảng 57 mấy các bạn, 57 mấy á. Rồi cái này là một cái bình Đông Thanh. Đó, đầu tiên là cái bình Đông Thanh. Các bạn để ý dòng Đông Thanh nó có hai cái quai như thế này nè. Rồi coi cái chôn chứ nha, chôn rất là già đồ nha, đồ Đông Thanh này là chuẩn cổ rồi các bạn, chuẩn cổ rồi. À, cái men chàm nó xanh mướt các bạn, men chàm nó xanh mướt luôn. Ồ, vẽ này gọi là vẽ ngược, vẽ trên để xuống, vẽ ngược nghĩa là bắt đầu từ đây, tại vì nó bắt đầu từ đây đúng không, bắt đầu từ đây diễn được. Wow, cái này xanh mướt luôn, đẹp. Các bạn kiểm tra cái bình nó có lạnh hay không. Búng nha. Nghe cái âm thanh đó. Ồ, cái này quá đẹp quá anh. Cái này quá đẹp. Có một cái bình trưng nhà như vậy thì quá VIP rồi các bạn, quá đẹp. Rồi, tiếp theo cái thứ hai nha. Cái thứ hai nó cũng là một cái bình Đông Thanh luôn. Rồi mình đo chiều cao nó coi. Chiều cao này nó 58 mấy, 59 các bạn. Rồi coi vẽ nha, nét vẽ nha. Nét vẽ này nó lợt hơn nhưng mà nó nhìn nó gõ nét hơn nè. Nó xanh như kiểu này nó không có xanh đậm, nhưng mà nó gõ gàng hơn. Kia giống như là vẽ nó bị lem á. Còn cái này thì nó trắng. Cái miệng nó cũng giống nhau, nhưng mà cái này thì nó có bị miệng nó bị bể chút xíu các bạn. Những cái như thế này thì nó giá nó giảm khoảng 30% bị bể gì nè. Nhưng mà các bạn chơi đồ thì hạn chế sửa nha, hạn chế sửa, tại vì khi mà có những khách hàng mua hoặc là các bạn sau này muốn bán lại á, sửa người ta không biết coi chỗ nào coi rất là khó. Nhiều thợ sửa rất là đẹp nhìn rất là khó biết, nên cái này sửa mà
cái này bị thương nhưng mà để nguyên bản gì cũng rất là tốt, có cái chôn à. Ồ, chôn này cũng già đồ, cái này cũng cổ hơn mà. Cổ luôn rồi. Chơi đồ cổ rồi được rồi các bạn. Đó. Đẹp, cái này cũng đẹp các bạn. Lô bình này sở hữu được cũng rất là rất là quý, rất là khó các bạn. Rồi thêm một cái tiếp theo nha. Cái này dễ thích người các bạn. Thường mình nói điện gì các bạn, nhất nhân gì thú, thì cái hình mà những cái bình mà dễ người thì giá trị nó sẽ cao. Nhất nhân gì thú rồi tới mới tới cảnh vật nha. Rồi đo cái này luôn. Cái này nó 57 nha các bạn, 57. Cái này là đời, cái này là cũng là những cái bình đông thanh. Đông thanh là bình tàu các bạn, đông thanh. Ồ cái này có con đeo luôn nè, cái này có con đeo nè. Con đeo này nó không có bị sửa nhưng mà cái miệng này nó có bị các bạn nè, cái miệng này có làm lại xíu nè. Cái này người ta lấy keo người ta dán lại, người ta chét lại thôi chứ người ta không có sửa, ngoài sửa nó sẽ quét men luôn á. À. Rồi coi cái thích cho nó chỉnh cổ không nha. Ồ quá già luôn bạn ơi. Quá già luôn. Quá. Con đeo này chỉnh cho nó già. Người chỉnh cổ luôn nha, tích người. Cái bệnh này mất cũng khoảng 20% so với cái bệnh mà 20-25% so với cái bình lành. Rồi tới một con này là gọi là siêu phẩm của cái bốn con này luôn các bạn. Vì sao? Vì nó là một tích người và nó là có con đeo 61, quá cao. Về chiều cao là loại A, loại 1. Bình 60, 61 là đẹp nhất. Rồi chôn nha. Quá già luôn. Hút chỉnh cổ luôn rồi. Hút chỉnh cổ luôn rồi. Quà dễ người nữa các bạn, chung là người rất là đẹp luôn. Quà cái này không phải là hai cái tai như thế này mà là hai con đeo các bạn, nó hai con đeo nha. Cái hàng con đeo á là nó xưa hơn cái quà thế này. Hàng con đeo giống như là hai con lân nữa. Hai cái con này còn nguyên luôn bạn. Rồi ở trong là nó nổi hột. Ồ. Cái bình này là hoàn hảo và cái bình này nó sẽ có giá trị nhất trong bốn cái này. Đó. Theo mình thì cái này đứng đầu, cái này thứ hai, cái này với cái này thì nó cũng ngang ngang nhau, cái này đứng đầu các bạn. Đó, bốn cái này rất là giá trị luôn mà, rất là già luôn mà được cái hai cái lành. Mua thì mua combo thì nó sẽ rẻ hơn các bạn. Ở này khách đến mang đến thẩm định thì các bạn nào có nhu cầu thì mình sẽ giới thiệu cho. À đây một món nè bạn, nãy nói là cái đôn nè. Ồ cái đôn nè các bạn. Cái đôn gỗ nè. Đôn ở đây là mình thấy là một cặp. Cặp luôn. Ồ đôn. Các bạn thấy đôn này ở đây có không? Theo mình là không có nha các bạn. Cái này là sơn son tiếp vàng nè. Cái mẫu đôn gỗ ngồi và trang trí dở lên. Đó ở trong các bạn, trong. Theo mình thì đồ này là không phải đồ Việt Nam, đồ nhập về, nhập khẩu về các bạn. Có thể là của Tàu hoặc là của châu Âu hoặc là của Thái Lan gì. Cái kiểu này là vừa trang trí vừa ngồi luôn, rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Sơn son thiếp vàng trên gỗ nữa các bạn, đúng không? Nói mà công làm mấy cái này cũng dữ lắm các bạn, cái này đóng ốc mà, ốc. Theo mình thì đánh giá sơ bộ thì cái đôn này nó giá trị nó khoảng 25 triệu các bạn, khoảng 25 triệu. Quá đẹp luôn không? Cái này là hai cái đôn. À đây còn một cái ché nữa các bạn ơi. Ồ, ở đây có một cái ché nữa các bạn. Cái ché này là khách của nhà thẩm định luôn.
Cái ché này là sông Hỷ nha các bạn, chữ sông Hỷ nha. Cái này là cúc dây mà cái này là chữ cổ luôn rồi. Ui có chữ nữa nè, cái ché có chữ hiếm lắm nha, rất là ít có những cái ché mà nó có chữ như vậy nè. Mà cái này chữ cổ luôn rồi, nên cái này cái giá trị nó cũng được đó, giá trị có 17-18 triệu rồi quá, theo mình này vậy các bạn. Đây một cái ché nữa nha, cái này chung với cái lô này luôn. Cái này là cái này 19 nha bạn, cái này đồ 19 đầu thanh nhưng mà chuẩn cổ. Cái này còn cái nắp nữa, còn cái nắp hoặc là mất nắp, cái này nó hay mất nắp luôn bạn. Rồi đó là một cái lô đồ hôm nay đó các bạn ơi, đồ rất là đẹp luôn, cái nào cũng thấy cũng ý chưa á, gọi là giống như đồ tiễn vậy đó, chủ nhân của những cái món đồ này giữ được tới bây giờ rất là quý các bạn. Nhưng mà các bạn nào có nhà ý muốn mua gì đó thì cứ nhắn tin cho mình nha, mình sẽ cho thông tin làm việc nha. Hàng chuẩn luôn, hàng chuẩn hết luôn, đã qua thẩm định hết. Lô thẩm định lô này thì lấy khoảng 500 ngàn các bạn, 500 ngàn. Rồi xin chào các bạn nha.